Những hình ảnh này được báo Thanh Niên ghi lại vào tối ngày 1 tháng 8 năm 2021. Tường cao, thậm chí hàng rào thép gai có vẻ vẫn không làm những người ở phía bên trong khu phong tỏa phòng chống COVID-19 ở quận Hoàn Kiếm thuộc thành phố Hà Nội nao núng. Đáng chú ý, những người trèo rào ra không chỉ là thanh niên mà còn có cả người già và trẻ em. Theo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí, quận đã chỉ đạo kiểm tra các lực lượng phân công chốt trực tối ngày 1 tháng 8 tại khu vực phong tỏa cách ly y tế phường Trương Dương, xác định địa điểm xảy ra vi phạm người dân trèo rào ra bên ngoài thuộc phường Phúc Tân. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt 2 trường hợp trèo rào ra khỏi khu vực phong tỏa với tổng số tiền 4 triệu đồng. Thì theo quy định pháp luật ấy, thì hành vi của anh chị là vi phạm quy định tại điểm A khoản 1 điều 12 nghị định 117 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Thì mức xử phạt đối với hành vi của anh chị là 2 triệu đồng. Được cơ quan chức năng nhắc nhở xử lý, người dân cho biết mình cũng đã nhận thức được sai phạm. Tôi chỉ nghĩ là buôn bán ở trên chợ thì không bán được nhiều thì khách vẫn quen ấy, người ta đến lấy hàng nó gọi ấy. Thì nghĩ là đi ra qua rồi về ngay thôi chứ không nghĩ là mức độ mà nó nghiêm trọng như thế. Thì đi ra cái thì tôi cũng về luôn chứ không có giao du hay là đứng gần người ta đâu. Để xuống đó rồi cho người ta ra nó lấy thôi. Xong tôi về luôn. Đến khi về đến nơi thì nói chung là nhìn thấy có những cái mức độ mà thấy nó cũng rất là có nghĩa là mọi người ngăn cấm về vấn đề và kiểu như giãn cách nó thấy có vẻ sự việc nghiêm trọng. Tôi cũng nói với người ta là thôi ngày mai nếu mà có gọi lấy hàng nữa chắc là không đi đâu. Cũng bảo thế mà tôi cũng nhận thức được ngay. Ngày 2 tháng 8, tại khu vực phong tỏa, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng đã có phương án bố trí tăng cường lực lượng tại các chốt trực, trong đó bố trí thêm chốt trực tại phường Phúc Tân để ngăn ngừa vi phạm phát sinh. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phúc Tân, hiện tổ phòng chống dịch trực 24/24 giờ tại chốt gồm có công an, tự quản, dân quân tự vệ. Sau khi có những trường hợp vượt rào đi ra khỏi vùng dịch và phòng vùng nguy cơ dịch, thì Ủy ban phường đã xin ý kiến Ủy ban quận cho giải hệ thống hàng rào dây thép gai ở khu vực đường đi bộ lên xuống từ bên phường. Thường từ ngoài đường vào trong khu vực địa bàn phường thì ban chỉ huy quận đã triển khai toàn bộ hệ thống hàng rào dây thép gai ở khu vực các cầu thang đi bộ từ phía ngoài vào khu D401. Ủy ban phường đã tổ chức các lực lượng tuần tra 24/24 giờ vào hôm qua thì trong buổi đêm hôm qua thì trực tiếp tôi và một số đồng chí dân quân tự vệ đã tuần tra và xử lý được 2 trường hợp đưa về công an phường và xử lý mức phạt là 2 triệu đồng một người lý do ra đường không chính đáng. Đi ra ngoài có việc gì? Vừa đi tiêm về xong nhưng mà chưa được tiêm. Giấy mời tiêm chị nhỉ? Giấy tiêm đấy, đây này. Giấy đi đường đấy. Trước đó, ngày 31 tháng 7, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã quyết định cách ly y tế tại một phần địa bàn dân cư phường Trương Dương. Theo quyết định, trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, người dân tại địa bàn không tiếp xúc với người khác, không ra khỏi vùng cách ly, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp khác.